Um, tiếp tục hôm nay sẽ là một số các dòng xe Nói chung thì uh, hôm nay thì uh, các dòng xe này thì giá cũng uh, mềm nha các anh em Giá cũng không có uh, cao lắm đâu Thì chiếc A-Black này là, là đăng ký cập nhật năm uh, 2016 Đó, Thì hiện tại uh, chuẩn cường đang bán là 18 triệu nha các anh em Đó, 18 triệu Xe thì uh, giấy tờ đầy đủ Nói chung uh, máy móc thì ok hết đa số các cái dòng xe amoled này thì các anh em yên tâm về chất lượng tại vì uh, uh, mấy cái dòng xe này thì uh, ngon hết chưa có uh, làm cái gì hết nói chung là nghiêng riêng hết từ đầu đến đuôi luôn Đó. các anh em có thể nhìn thấy rõ này từ dàn áo cho đến uh, nói chung là ok hết nha các anh em 18 triệu rồi tiếp tục nữa là tới chiếc uh, Lick, Lick đồ các anh em. Đó, xe này là à, 2010 15 nha các anh em, 2015. Nhưng mà xe còn đẹp nha, chứ không có không có trời suốt cũng không có gì hết. Nói chung là dàn áo đồ sáng bóng đẹp. Đẹp luôn. Máy móc thì ok hết. Thì tất cả các xe ở đây đều là nếu anh em ở xa mua thì cũng ship hết cho các anh em luôn nha. Tức nghĩa là các anh em ở xa thì vẫn mua được, thì vẫn có giấy công chứng làm cho các anh em luôn. À, khi nhận xe thì à, các anh em nhận xe rồi mới thanh toán. Nói chung mua bán ở đây thì không có phải cọc hay là gì hết. Nói chung là mọi chi phí thì anh cường anh sẽ hỗ trợ hết cho các anh em là hết tất cả hết thì các anh em chỉ việc là nhận xe thanh toán thôi. Đó. Những anh em nào xác định mua thì liên hệ nha có nhiều anh em mình thấy cứ liên hệ xem rồi tới chừng mà gửi xe đi là không nhận nên là cái tiền phí vận chuyển nó rất là vắt vả cho chỗ anh cường nha nói chung là mình cũng có vài lời đó để nói với các anh em thôi à, cái chiếc đồ này là giá là 14 triệu nha các anh em đó, rồi tới cái chiếc uh, quay uh, quay này là quay honda nha các anh em quay honda quay alpha trước kia á xem nhưng mà xe này đã được làm lại rồi chứ không phải là nguyên riêng hết đã được làm lại dàn áo rồi nhưng mà cũng được thay lại hết nhưng mà dàn áo này dàn áo quen pha ring luôn nha thay mà thay đồ ring chứ không phải là thay đồ tàu lao à, chiếc này là 8 triệu nha các anh em lên thanh đĩa đồ ok hết nói chung là rất là tuyệt vời Đó, à, 8 triệu thay là đồ chính hãng không nha chứ không phải là thay đồ tàu lao khá là đẹp nha nói chung là xe này làm lại hết rồi nha các anh em đó các anh em nhìn có thể thấy rõ đồ là đồ hãng không à chứ không phải là đồ tàu lao nên là các anh em yên tâm về chất lượng đó, giá nó là 8 triệu à, các anh em có thể nhìn thấy rõ quá là đẹp luôn sáng len kèn hết máy móc cũng có làm lại rồi nha các anh em đó rồi cũng là một chiếc quay quay alpha nữa à, chiếc này thì nó rẻ hơn chiếc này à, à, có áo đồ đầy đủ hết nha này à, tháo ra cho các anh em xem cho nó rõ hơn thôi chứ còn à, có đầy đủ áo hết thì chiếc này là 6 triệu nha các anh em cũng là Honda nói chung cũng được làm lại tắt hết rồi đó bô nhúng đồ tất cả đều là thay đồ hãng hết đồ riêng hết chứ không phải là thay cái đồ, đồ tiền đâu nha đó. nên là các anh em yên tâm nói chung là đúng như sự thật mình nói nha nếu như mà sai thì à, các anh em có thể là không có thể trả xe về cũng được nếu như mà mình nói sai à, ở đây thì mình nói đúng chính xác để tại vì à, khi bán các anh em ở xa là mình phải gửi xe trước đó, nên là mình phải nói cho nó chính xác chứ không nói sai là các anh em không nhận là cái tiền cước phí rồi đó là bên chỗ anh cường anh, anh chịu là tội ảnh nên là mình nói cái đâu là phải đúng đấy để cho các anh em là dễ dễ mua hơn đó. cái nào mà còn riêng á thì à, mà tốt á, thì giữ lại mà cái nào mà nó vấn đề á, thì cũng à, sửa lại rồi nha các anh em đó thì máy móc thì cũng có làm lại hết rồi rồi tiếp theo cũng là một cái chiếc uh, <laughs> như nhau thôi mà chiếc này là màu dàn áo màu đỏ đó, nói chung cũng được là làm lại tắt hết các anh em Đó, 6 triệu nghe xe này bây giờ kiếm cũng khó lắm đấy các anh em nhưng mà ở đây thì làm lại thì ở đây thì khi bán cái em này ráp thêm hai cánh bứng nữa nên nó là thành hoàn thiện một cái xe có dần áo luôn còn đây mới tháo ra cho các anh em, các anh em xem cho nó rõ thôi đó 6 triệu ngăn nếu như các anh em cảm thấy uh, cái xe này giá nó còn hơi cao thì có thể quay lại mấy cái video trước. Tại ở trước thì cũng có cũng còn uh, mấy cái video cũng nói chung là giá nó cũng còn rẻ các anh em đó. Thì các anh em có thể tham khảo thêm. tại ở đây xe thì nhiều chứ không phải là ít. Đó, đó là toàn bộ chiếc uh, quay đó. Rồi, tới uh, tiếp theo đó là chiếc uh, Black anh em Black uh, Honda uh, xe này là bánh tâm thanh đĩa uh, nếu mà xe này mua mới thì cũng tầm 19 20 triệu đó anh em Nhưng mà xe này là xe 2018 Nói chung là đã sử dụng rồi nha Nhưng mà xe cũng còn đẹp chứ không Thì à, uh, 2018 với bữa này rồi mới có 1 năm như mới Hình các anh em có thể nhìn thấy rõ Sáng liên kèn Không có lo bất cứ một cái vấn đề gì mà xe trục trặc hết Tại vì trước khi bán thì xe đã được kiểm tra rất là kỹ càng thì cứ bán Nói chung là bán cho các anh em về đi chứ không phải là bán cho các anh em về sửa Nên là các anh em yên tâm à, Với cái xe này 2018 mà các anh em yên tâm Rồi chiếc này là 8 triệu nha các anh em Đó, 8 triệu à, Các anh em có thể nhìn thấy rõ niềng Gucci Ring hot nghe Nên là các anh em yên tâm về chất lượng đó, anh em có thể nhìn thấy rõ này cứng cáp đẹp Niềng này riêng luôn tất cả đều ring hết Gucci 17 nhân 160 máy móc thì chưa có bông <laughs> rồi à, tới tiếp theo đó là chiếc uh, Winner đó, anh em có thể nhìn thấy rõ này À trước này thì mình cũng báo luôn là giá là 30 triệu nha các anh em. Đó. Xe 2019 2019 luôn nha. À, các anh em yên tâm, không có lo gì hết. 30 triệu. 2019, xe đăng ký 2019 chạy mới có mấy ngàn cây thôi. Này, yên tâm không lo gì hết, quá là ngon luôn. Giấy tờ cà vẹt khi mua bán thì được công chứng các anh em về tự các anh em sang tên. Đó cứ có giấy công chứng rồi là các anh em về sang tên làm biển số được hết nha chất này mới thì cũng cao lắm các anh em rồi tới chiếc quay alpha mới luôn mới len ken luôn nhưng mà cũng đã sử dụng rồi nhưng mà xe còn mới quá là tuyệt vời luôn xe này mới chạy không bao nhiêu cây hết nói chung là cũng mới mấy tháng thôi đó nếu mà mua một cái xe mới như vậy cũng mười mấy hai mươi nhưng mà giờ anh em mua xe cũ thì nó rẻ hơn nó chỉ còn có 8 triệu thôi Đó. quá là đẹp với một chiếc xe như thế này từ dàn áo cho đến nhưng tất cả đều nghiêng rinh hết ngay cả cái lốp vẫn cái ruột vẫn chưa có giá luôn nha riêng nó cứng trăm phần trăm hết nha chưa có thay chưa có đụng chạm mới chỉ có tên tinh sơn thôi còn bộ ba thì vẫn còn bộ ba ring luôn mấy móc đồ là ring hết bộ sen đồ nói chung là chưa có rờ một cái gì hết ring trăm phần trăm á tại vì, tại vì xe này mới có sử dụng mới có có hai tháng đó. rồi xe này thì cũng giấy tờ đầy đủ hết cho các anh em khi mua bán thì có giấy công chứng hết cho cho các anh em về nhà tự sang tên ra ok hết rồi tám triệu á chiếc này các anh em có thể nhìn thấy rõ yên tâm và chất lượng khá là đẹp chưa có ai đụng chạm vô cái gì hết rồi nói chung là cũng còn rất là nhiều các dòng xe khác nữa từ năm 150 à, cũng có mà mươi 135 cũng có số lượng thì cực nhiều luôn thì ở mấy cái video trước thì cũng có làm rất là nhiều rồi nếu các anh em muốn à, À, tham khảo thêm mấy dòng xe này thì có thể quay lại mấy cái video trước để xem cũng như là mình báo giá từng chiếc uh, video hết rồi đó thì anh em có thể xem mà uh, để mà chọn cho mình chiếc xe nó hợp lý tại vì xe thì uh, mỗi chiếc thì nó có mỗi cái giá trị khác nhau chứ không phải là chiếc nào nó không giống chiếc nào nên là không có thể nào mà uh, đầm đìa và mà báo giá được được nên mình cũng làm video rồi hết rồi thì các anh em có thể quay lại xem nha rồi cuối video thì mình cũng xin tạm biệt các anh em nha